Vũ Trường Long tên khai sinh Nguyễn Việt Long, anh sinh năm 1994 tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, cách thủ đô Hà Nội 60 km. Anh nhập ngũ năm 2012 sau khi tốt nghiệp cấp 3 và đỗ vào trường sĩ quan đặc công thuộc binh chủng đặc công. Năm 2016, Nguyễn Việt Long ra trường với quân hàm trung úy và công tác tại lữ đoàn đặc công 429 Nhung. Từ đó đến nay, hiện tại anh mang quân hàm thượng úy. Tham gia sau nhập ngũ năm 2020, Vũ Trường Long thường xuất hiện với hình ảnh nghiêm túc lạnh lùng. 9 trên 10 khung hình của anh tham gia đều có nét lạnh lùng như băng, nhưng điều đó có vẻ như không làm ảnh hưởng tới độ u mê của hội chị em. Cùng với độ hot của chương trình sau nhập ngũ năm 2020, sức hút của Vũ Trường Long ngày càng tăng lên bởi vẻ ngoài lạnh lùng, phong trần và đầy nam tính của anh. Lượt theo dõi tương tác trên mạng xã hội của các fan hâm mộ không ngừng tăng lên. Trang cá nhân Facebook của anh hiện có gần 80.000 lượt người theo dõi. Các bài đăng trên mạng xã hội của anh cũng có lượt bày tỏ cảm xúc rất cao, thể hiện sự quan tâm của người hâm mộ. Các tập tiếp theo vật sóng của Sao Nhập Ngũ dự kiến sẽ thu hút ngày càng đông khán giả bởi sức lôi cuốn mà chương trình này mang lại.